Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà văn hóa xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Ban Quản lý Chương trình Tiếp sức Nhà Nông đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình Tiếp sức Nhà Nông cho con đến trường. Dự buổi trao thưởng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao cho 31 em học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt là con của các hộ nông dân hiện đang tham gia chương trình trong năm học 2011-2012 với tổng số tiền 36,5 triệu đồng. Sau khi được xét chọn tham gia chương trình, mỗi hộ nông dân được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng tiền mặt, không lãi suất, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí trong vòng 2 năm. Ngoài ra, chương trình sẽ trích thưởng 20% vốn cho các hộ nông dân chăn nuôi có hiệu quả và hoàn vốn đúng hạn. Hàng năm, chương trình còn tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con của các hộ nông dân tham gia chương trình có thành tích học tập khá giỏi, đậu chuyển cấp, cao đẳng, đại học với số tiền từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng một em. Từ năm 2010 đến nay, hỗ trợ vốn cho trên 2.400 hộ nông dân tại 21 tỉnh với tổng chi phí 68 tỷ đồng. Đa số các hộ gia đình được hỗ trợ vốn đã và đang làm ăn có hiệu quả với tỷ lệ hoàn vốn đạt cao. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của chương trình và mong muốn có nhiều hơn nữa chương trình hỗ trợ nông dân nghèo trong tỉnh, nhiều hộ nông dân nghèo tìm những hướng đi mới trong chăn nuôi sản xuất để khắc phục khó khăn.